Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Shonen Action. Thì hôm nay, sáng mùng 1 Tết thì mình sẽ quyết định mở 4 gói Tuni cho nó may mắn. Thì để anh em mình không có ra chúc Tết thì anh em mình hãy ở nhà để xem tôi mở Tuni. Ok, thì đây, sáng mùng 1 may người ta vẫn bán. Tôi đã quên người ta không bán nhưng mà tôi đã mua trước rồi. Đây, 4 gói Bim Bim vị BBQ A4, A3 và A3. Ok, lần trước toàn A1 và A2 thôi. Rất là đen. Ok, đây là tất cả những thẻ Tuni của tôi. Một cái hộp rất là xinh. Đấy, anh em thấy chưa? Rất là nhiều thẻ Tuni, là lần trước tôi đã mở rất là hên rồi. Mở ra thằng băng thuyền, thằng trong hạm đội của băng hải tặc dâu đen. Và thằng Chi Lưu thì phải. Chi Lưu đâu? Đâu rồi? Chi Lưu. Ôi, ai ăn cắp Chi Lưu rồi. Mẹ rồi. Mùng 1 Tết mà không thấy à? Chi Lưu của tôi đâu? Được. Má ơi, Chi Lưu đâu? Ok, thì mình không thấy Chi Lưu đâu cả, thì có lẽ là mình sẽ tìm sau. Ok, và đây là gói thứ nhất, A4, mình sẽ hỏa thiêu con này luôn. Thì mùng 1 Tết hy vọng là nó sẽ ra những cái con ngon. Ôi. Cái cháu phủi bắp quá. Rồi, thì đây, sáng mùng 1 Tết không ai ăn Tuni cả. Thì mình sẽ lại đổ vào một cái bịch ni lông. Thì có quá nhiều Tuni mở trong tất cả các ngày thì tôi sẽ không ăn hết. Và tôi sẽ để một điều đặc biệt, đó là mời khách ăn Tết. Thì thằng nào muốn qua nhà tôi phải ăn hết bịch Tuni đó. Ủa, thiếu thẻ à? Đây. Băng hải tặc kit. Yeah. Sáng mùng 1 đã mở ra băng hải tặc kit rồi. Mà hy vọng là con kit chứ không phải là con killer anh em ạ. Kít. Sáng mùng 1 mở ra băng hải tặc kít. Thơm quá. Băng hải tặc kít. Yeah. Ok. Thì mình sẽ đổi để túi này ra đây nhá. Nó cũng rất là vui mừng khi để tôi tìm con killer cho anh em xem. Ở đây Chi Lưu của mình thôi. Chi Lưu, một tay sát nhân ở trong ngục Impel Down. Đây, còn đây là băng hải tặc kit. Ok, lật mở. Mẹ lại killer ạ, vãi cả cứt. Mẹ lời nguyền lại lặp lại rồi. Má, có rất là nhiều killer ở trong cái thẻ của tôi rồi. Tôi đã có một băng hải tặc killer gồm 4 thành viên. Killer. Má, thật là nản. Sáng mùng 1 thật là nản. Gói A4, có killer anh em nhá. A4, ok. Tiếp tục hành quyết sang gói A3. Má thật. Trời ơi, ra killer mới sợ chứ. Thật là đen đủi quá đi. Hư cấu. Đấy, bọn Orion này rất là hư cấu. Tuni khốn nạn quá đi. Goku, tại sao mày ở đây mà mày không phù hộ cho tao hả? Mày thằng Goku ngu người. Rồi, có thể là. Úi dồi ôi, chết tôi rồi. Cái series này lại full body với cả Aokiji với cả Akainu rồi. Chết tôi rồi anh em ơi. Sao nó không ra gáp mà nó lại ra con cờ lờ này. Ok, hải quân. Hình như là 4 tập rồi thì mình mới ra hải quân một phát. Đúng rồi thì phải. Ok, lần mở. Úi dồi, Aokiji á, chết tôi rồi. Lại 4 Aokiji rồi. Má ơi, 4 Akainu xong bây giờ là 4 Aokiji. Ok, chúng ta đã có được băng hải tặc Aokiji với 4 thành viên và Akainu với 4 thành viên. Rồi luôn. Thật là ngu người. Thực sự ngu người không thể có. Đây, gói A3 tiếp. Anh em nào muốn ra Aokiji thì hãy mở gói A3 nhá. Mẹ.
Ok, mình sẽ mở tiếp tục gói A3. Nó lại ra tiếp oxygen thì bảo mẹ. Đây, anh em nào muốn hỏi cách scan thẻ qua điện thoại thì được cái gì đây? Bước 1 là truy cập tuni.vn. Bước 2 là dùng điện thoại di động scan phần code mặt sau thẻ thu thập được. Hình như anh em phải chụp ảnh. Nghe tôi sẽ ví dụ. Tôi sẽ giơ thẻ Gold Dealer lên như thế này. Đây. Thì các bạn dùng máy điện thoại tải phần scan về, xong rồi scan cái mã đây này, cái mã đang trang trí đây này, như cứt ý. Đấy, scan cái ý. Thì xong rồi đây. Xác nhận thẻ đã truy lùng. Thì những cái thẻ này bạn đã truy lùng được thì nó sẽ hiện lên cái bảng sưu tập ở trên mạng của bạn. Ok. Thì tôi sẽ tiếp tục mở gói A3. Đấy là hướng dẫn của tôi khi các ông muốn scan thẻ mà thu thập online. Đây là như vậy. Ok. Đấy. Rồi. What the fuck, Satori? Mẹ. Trời ơi, quân đoàn của thần á. Chết tôi rồi. Vậy là thằng Satori thứ 3 đã xuất hiện. Má. Ôi trời ơi. Cái lô này không còn ngon nữa sao? Satori. What the hell? Cái gì đây? Má ơi, Satori 56.800. Ok. Thì quân đoàn của thần, ok. Satori 68.800, ok. Và đây là gói thứ tư cuối cùng rồi. Gói A4. Ok, tôi sẽ mở gói A4 này. Đây. Tôi sẽ mở gói A4. Ủa, đầy tuni quá rồi, chết rồi. Ok, hết tuni rồi. Thì đây là sẽ là tiếp tục. Ủa rồi, tràn mẹ vào đây rồi. Tuni đổ bộ. Bim bim đổ bộ thẻ. Chết cha rồi. Ok. Đây là băng thằng dâu đen. Rồi, bỏ mẹ lại trùng rồi. Tôi nghi lắm. Ok, dâu đen. Lật mở. Ui, con mới anh em ơi. Jesus Burger. Jesus Burger à? Chúa Jesus ăn bánh à? À đây là Jesus Burger. Là một thành viên trong bài tạc dâu đen. Thì hôm nay cũng khá là xui khi mở các mẹ ra toàn những cái thẻ giống nhau. Như là Killer hay là Satori hay là Aokiji. Thì cuối cùng đã mở được một thằng mới toanh. Đó là Jesus Burger 80.000 berry. Ok. Thì tôi đã thu thập được khá nhiều băng dâu đen rồi. Thì để đây là bảng sưu tập của tôi. Thì năm mới thì chúc anh em có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và mở được nhiều bánh tuni hơn để củng cố vào cái bộ sưu tập tuni của mình. Giống như tôi đây, ăn vãi cả cứt ra, mẹ toàn mấy tập đầu toàn Aokiji với Okinu mở liên tục, mở liên tội toàn hải quân với quân đảo của thần. Ma thật. Xong bây giờ mới hên một tí. Thì bây giờ lại đen rồi. Ok. Thì tôi sẽ thử thách các bạn. Nếu mà cái series mở tuni này của tôi, tập này được 1.500 like, thì ngay chiều mùng 1 hôm nay thì nó sẽ có tập mới mở 4 gói tuni tiếp theo. Việt Nam nói là làm anh em ạ. Ok. Thì anh em hãy cố gắng like đủ 1.500 để xem những cái tập tiếp theo của tôi ngay chiều nay thôi, hoặc là ngay tối nay. Ok. Thì video đến đây là kết thúc. Để ủng hộ mình làm tiếp cái series tuni này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để tạo động lực cho mình. Đừng quên ghé qua Game Action và để lại một subscribe nhé, để cho cả hai kênh cùng phát triển. Ok, xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em vào cái channel thứ hai của tôi, gia đình thứ hai, đó là Game Action. Thì anh em nào vừa xem Bim, cái series Bim Bim, thì có thể nếu mà hơi bị nhàm chán một chút thì có thể ghé qua cái channel Game Action, ủng hộ tôi một subscribe và một like nữa. Và có thể share nếu mà anh em thích. Game Action. Game Action. Đây. Biểu tượng của chúng ta là con khỉ Winston ở trong Overwatch. Nó đang ăn chuối. Thì đây, Game Action Channel, subscribe 3123. Bấm vào.
thì đây sẽ là gia đình thứ hai đi của chúng ta. Từ từ đợi tôi không ơi. Đây. Đấy mình đi rồi, mình đi rồi. Far Cry tập 1. Và đây là một video mình mới up lên. Đấy là nhà huấn luyện thú tài ba cùng chơi Pokemon đại chiến. Thì đây. Đây là tất cả tất tần tật về channel game action.